Kính chào bà con. Trước màn ảnh đây là một cái cây cao su giống BB235 da xanh rất là to và hới mới vừa bắn dây xả miệng. Ở đây thì cây này rất là to luôn và nó có tới 5 nhánh, 5 cái miệng để mà mở cạo. Thì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 5 hả bà con? Và nhát xả đầu tiên á. Xả đầu tiên thì gần đầy tô, gần đầy tô. Thì cây này thế sẽ thử nghiệm là dùng cái thuốc trắng pha với nửa hũ bảy tác động, nửa hũ thuốc trắng pha với nửa hũ tám tác động, pha mạnh luôn nha bà con. Pha với nửa hũ bảy tác động, bảy tác động chứ không phải tám tác động. Hũ tám hũ bảy tác động là cái hàm lượng nó là 5 chấm á. Cái thành phần kích thích đó là 5 chấm, nửa hũ 8 tác động và nửa hũ thuốc trắng, thì thử xem là giao tới mũ nó sẽ như thế nào. Thì bà con chờ đợi kết quả, thế sẽ thử nghiệm cây này ha. Cái cây này rất là to, BB235 da xanh, da rất là mềm, mở xả rất là mềm. Ở phía trên rất là nhiều nhánh mà con thấy ha. Rồi bà con chờ đợi, thế sẽ thử nghiệm thuốc, thử nghiệm nửa hũ thuốc trắng, nửa hũ bảy tác động hòa trộn với nhau và đem bôi. Tức là giờ thế xả rồi, chiều nay sẽ bôi và đúng cử D3 hả bà con. Tức là nghỉ bôi và nghỉ 2 ngày liên tục và ngày thứ ba là cạo. Thử coi mũ như thế nào, bà con chờ đợi kết quả ha. Bà con có muốn Thế thử cái thuốc gì nữa thì bà con cứ bình luận bên dưới video, Thế sẽ thử và chia sẻ cho bà con. Ở đây có những cái cây để cạo hành lý nè. Thì cũng là cái cơ hội để mà thí nghiệm nhiều thứ cái thuốc trên cái cây mà nó có mủ á bà con. B235 da xanh, cây này rất là có mủ và da mềm. Thì Thế sẽ thử cái thuốc trắng với pha với bảy tác động. Rồi bà con chờ đợi video sau ha. Rồi cảm ơn bà con và hẹn gặp lại bà con ở những video kế tiếp.